Anh đây, mai anh đến đưa tiền nhé. Cứ làm cái gì tốt nhất. Anh biết rồi, cứ để anh lo cho. Người mà anh yêu thương không được phép tiết kiệm đâu. Thế nhá, mai gặp lại sau. Anh Tuấn dạo này sao thế nhở? Sao anh ấy lại phải giấu quỹ đen? Chẳng lẽ anh ấy có người đàn bà khác sao? Công ty anh có việc gấp, anh phải đi luôn bây giờ. Em ăn gì đi nhá. À, vâng, thế trên đường đi anh ăn gì đi cỡ đó nhá. Anh à, anh đang ở đâu đấy? Anh đang làm việc ở công ty chứ ở đâu? Anh đã ăn cơm chưa? Em lại cứ hay đang nghỉ, sao cứ hỏi thế nhỉ? Anh Tuấn, em có chuyện muốn nói với anh. Anh có chuyện gì giấu em phải không? Vợ chồng là phải tin tưởng chia sẻ với nhau. Nhưng dạo này anh cứ lén la lén lút, lại còn giấu cả quỹ đen. Không phải là em khắt khe quản lý chi tiêu của anh, tại sao anh phải vụng trộm như thế? Chẳng lẽ anh lại có người khác à? Nếu như có người khác, anh cứ thẳng thắn nói với em. Em đã nói vậy thì anh không che giấu nữa. Đây là chuyện giữa anh và Vi, người yêu cũ của anh. Sao cơ? Anh ngoại tình với người yêu cũ á? Em cứ bình tĩnh, chuyện là thế này. Kìa cậu có sao không? Em không sao đâu anh. Quang, em là Quang, em trai của chị Vi đúng không? Anh là anh Tuấn, người yêu cũ của chị gái em đúng không ạ? Sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì hả em? Chị Vi chơi bời thua tha, bị bọn xã hội đen nó vào nhà đòi nợ suốt thôi. Mà mẹ em bây giờ thì lâm bệnh nặng rồi, em phải làm mọi việc để kiếm tiền lo cho mẹ em. Khi anh nghèo khó, cô Hương đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cho đến khi anh ăn học thành tài, đối với anh, cô Hương như là người mẹ thứ hai của anh vậy. Giờ thì Vi bỏ đi, biệt tâm biệt tích, không có tin tức gì cả, để lại cô Hương với cả em trai ở nhà. Nhưng mà sợ em hiểu lầm cho nên... Anh phải nói với em sớm chứ. Thế bây giờ cô sao rồi hả anh? Hay là anh dẫn em sang thăm cô nhá? Cô ngồi xuống đi ạ. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cô thế nào rồi ạ? Cô khỏe lên nhiều rồi con ạ. Nhờ có con mà cô mới được phẫu thuật. Ơn nghĩa của vợ chồng con, cô không biết lấy gì để đáp đền. Cô rất quý Tuấn, cô coi Tuấn như con đẻ của mình. Và cô thấy rất vui khi Tuấn lấy được một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại nhân hậu. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Kìa cô, điều may mắn nhất cuộc đời con là lấy được Vân làm vợ đấy cô ạ.